đây, có lẽ là từ cái khóa của nghệ sĩ Khắc Huệ ngồi đây, thì là khóa thứ tư và có những thầy khóa một trong cái các khóa thực hiện rất nhiều lần, có một phần kỷ niệm 60 năm học viện, chúng tôi chơi một bài, cái nhan đề là điệu nhảy tango của Piazzolla, xin các bạn thưởng thức.